Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc. Tập 174. Chương 1731, tất cả giống như trò đùa. 2. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Lộc Thư Giao vô cùng chấn động, đứng cứng người bên cạnh bàn. Dịch Phong cũng nhìn ra muội tử đau thịt, ngượng ngùng sờ lỗ mũi. Lộc cô nương xin đừng trách, vị này thật sự không có mùi vị gì, không để ý đã uống nhiều rồi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Còn nói không có mùi vị, ngươi đây là phẩm rượu hả? Đối mặt với loại lời nói khiêm tốn này, Lộc Thư Giao lập tức hiểu rõ, vừa rồi cấp độ loại rượu độc kia đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Được được được, quả nhiên tu vi lợi hại, toàn bộ đảo đen, e rằng không có người nào có được loại sức mạnh này. Mềm không ăn, cứng rắn cũng không được. Bản tiểu thư không tin, ngươi thật sự không có một chút nhược điểm nào. Cho dù tức giận đến âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Lộc Thư Giao cũng vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười đáp lễ. Tiên sinh đúng là nói đùa, tiểu nữ sao có thể đau lòng một chút rượu này chứ? Nếu như tiên sinh đã không thích uống rượu, vậy thì nếm thử một chút món ngon trên đảo gì. Tiếp đó lại vỗ tay hạ lệnh lần nữa, một miếng cá sống ướp lạnh được bưng vào nhã gian. Mời, Lộc Thư Giao thịnh tình mời, tự tin trong lòng không hề giảm. Cá sống ướp lạnh này là một món ăn mỹ vị, còn có thể cảm ngộ được sức mạnh đại đạo. Ở trước mặt trí bảo như thế, ai có thể chịu nổi dụ hoặc. Trong đó cất giấu phệ tâm cổ trùng có 5 hình dạng không màu, chỉ lớn bằng 1 mm, không phải người hạ cổ thì tuyệt đối không thể biết được. Thần không biết quỷ không hay, chỉ cần có người động đũa, sẽ bị phệ tâm cổ nhập thể khống chế, từ nay về sau biến thành cái xác không hồn, tương lai tiêu hao hết tu vi rồi chết. Dưới ánh nhìn chờ mong chăm chú của Lộc Thư Giao, Dịch Phong lại nhìn đến trong lòng sợ hãi. Lại là lát cá sống, người ở Đông Hải này tại sao đều không có ý thức vệ sinh vậy? Thế mà bên trên lát cá kia còn có một con ký sinh trùng. Để ý đến thần sắc trần trừ của Dịch Phong, trong lòng Lộc Thư Giao căng thẳng, không nhịn được lên tiếng thúc giục. Tiên sinh, mời dùng đũa. Đối mặt với loại thúc giục này, Dịch Phong có chút trầm mặc. Hắn là thật sự không thích ăn lát cá sống, huống chi còn có ký sinh trùng. Nhưng cũng không muốn làm xấu mặt mũi người ta. Nhấc đũa lên, trực tiếp kẹp vào con ký sinh trùng kia. Trong nháy mắt, Lộc Thư Giao kinh hãi đến thân thể yêu kiều run lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Phệ tâm cổ 5 hình 5 sắc, tại sao lại có người liếc mắt đã nhìn thấy, còn tìm thấy ở ngay trước mặt? Chấn kinh từ trước đến giờ chưa từng có đánh đến. Lộc Thư Giao bị bắt chứng cứ phạm tội ngay tại chỗ, đã bị hù dọa đến sắc mặt đại biến. Thấy muội tử căng thẳng như thế, Dịch Phong đành phải tận tình phổ cập kiến thức. Lộc cô nương, ăn lát cá sống không vệ sinh, đây chính là ký sinh trùng. Ta nói với ngươi, đa số cá nước ngọt đều có ký sinh trùng, loại bọ nhỏ giống như thế này, nếu như ăn hết nhất định sẽ. Một phen giảng giải thâm ảo, Lộc Thư Giao không nghe lọt tai được một chữ nào. Nàng chỉ cảm thấy người này thật là đáng sợ, tu vi vượt qua tưởng tượng của nàng. Kiến thức và nhãn lực đạt đến tình trạng khó thể tưởng tượng được. Giống như một vị lão giả trải qua dòng thời gian dài dằng dặc của 5 tháng trong truyền thuyết. Ở trước mặt vị này, tất cả mọi thủ đoạn đều giống như trò đùa, nàng giống như là đứa trẻ vậy. Thậm chí hắn nhìn ra tất cả, nhưng khinh thường chọc thủng, càng khinh thường động thủ với nàng. Loại trực giác này rất hoang đường, nhưng lại đang không ngừng tấn công vào tâm thần của Lộc Đại Tiểu Thư, rất lâu sau cũng khó khôi phục bình tĩnh. Ngươi hiểu chưa? Tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng, giống như thần trung mộ cổ. Lúc này Lộc Thư Giao mới bừng tỉnh, vội vàng hành lễ phụ họa. Tiên sinh thứ tội, tiểu nữ hiểu rồi. Lại lần nữa bất an ngồi xuống. Trong mắt nàng càng kính sợ hơn, bất luận Dịch Phong hỏi chuyện gì, cũng đều nói rất rõ ràng. Mãi đến khi qua 3 lần rượu, Dịch Phong vẫn chưa thỏa mãn mà rời đi, cuối cùng nàng mới bộc phát đủ loại, không cam lòng, đập bàn cắn răng. Đáng ghét! Tại sao Lộc Tâm Lan lại có một cao nhân như thế giúp đỡ, rốt cuộc nàng đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào? Đại tiểu thư thở hổn hển, lửa giận không có chỗ phát tiết, mắng chửi ở phía sau lưng chỉ có thể tính lên đầu Lộc Tâm Lan, nàng uất ức đến cực điểm. Trong lòng, cũng cắm sâu sự kiêng kỵ và không cam lòng đối với Dịch Phong. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Phong đều là mượn rượu giải sầu.
hôm nay hắn lại uống rượu với mấy người, vẻ mặt phiền muộn bất đắc dĩ. Trong lúc trầm ngâm, hắn thuận miệng tìm hiểu thông tin ở chỗ mấy người. Các ngươi nói, ở đảo đen này có người nào có cao thủ có tu vi khủng bố không? Chương 1732, kỳ hạn trăm năm, 1. Lời nói nhẹ nhàng vừa dứt, mấy người mắt say nhập nhèm yên lặng híp mắt nhìn về phía đối diện, sau đó hành lễ lên tiếng. Không có, tuyệt đối không có, tiên sinh nói đùa. Mặc dù tại hạ xuất thân ngoài đảo, nhưng lần này đích thân đến đây, thấy đảo đen chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, ở trước mặt tiên sinh, nào có người nào xứng đáng làm cao thủ. Theo kiến thức ít ỏi của lão hủ, đúng như tiên sinh nói, lật tay là có thể trấn áp được toàn bộ đảo. Đúng thế, đúng thế. Mặt mũi đám người Tát Đông Lai đỏ lên, trong mắt tràn ngập sùng kính. Đám lão già thành tinh này, ước gì nắm lấy cơ hội nịnh nọt Dịch Phong, đối mặt với vấn đề có đáp án rõ ràng như thế, sao có thể nói ra hai lời. Dịch Phong nghe đến ngây người, chỉ cảm thấy một hồi cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Đúng thế. Bây giờ thực lực của hắn thể hiện ra ngoài, bọn họ đúng thật là không dám ở trước mặt hắn nói có cao thủ nào khác. Thậm chí đừng nói là bọn họ, đến hắn cũng không biết tu vi của mình đã đạt được đến loại tầng bậc nào. Tuy nói tu vi mạnh mẽ không phải là việc xấu, tương lai có thể có, nhiều thêm một phần tự vệ, hắn nên vui mừng mới đúng. Nhưng bản thân hắn mạnh như thế, vậy thì con đường đi tìm cái chết kia nên đi con đường nào? Bất chi bất giác, mấy người đã say nằm xuống ngáy vang vọng. Hai, Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Một mình đứng dậy đi đến lan can bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau này, nhất định đầu tiên phải nghiên cứu kỹ một chút, rốt cuộc thực lực của bản thân là loại thứ bậc nào. Chỉ có biết rõ định vị thực lực của bản thân mới có thể chuẩn xác tìm đến được đối thủ đáng tin. Nếu không tám phần là lại bận rộn suông một hồi, cùng lắm là treo lên đánh một trận đấu nho nhỏ mà thôi. Chỉ có giao thủ với người đáng sợ chân chính mới có thể xác nhận được tiêu chuẩn tu vi của mình, nói không chừng còn có thể tìm đường chết thành công, hoàn thành nhiệm vụ của cái hệ thống xui xẻo này. Nhưng loại người này nên đi đâu tìm đây? Nhìn về tầng tầng cung điện phồn hoa ở phía xa, Dịch Phong cảm thấy vô cùng phiền muộn. Một loại phiền não hạnh phúc bất đắc dĩ của cao thủ quanh quẩn ở trong đầu rất lâu mà không có cách nào tiêu tán được. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng bước chân nhu hòa vang lên. Lộc Tâm Lan đi lên lầu các, đang chậm rãi đi đến. Váy dài mộc mạc nhiều thêm mấy phần hoa lệ, vừa đúng thể hiện ra thân phận mà cũng không quá mức chói mắt, nghiễm nhiên đã có mấy phần khí độ của nhân vật lớn. Không đợi hắn lên tiếng, Lộc Tâm Lan đi đến gần phía trước mỉm cười hành lễ. Tiên sinh thứ tội. Tâm Lan mới kế nhiệm lâu chủ, sự vụ lớn nhỏ quá nhiều, nếu như có phần lãnh đạm mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ. Bất luận ngôn từ hay thái độ, đều vẫn lễ tiết có thừa như ngày thường. Cho dù thân phận thay đổi lớn, hai bên vẫn hữu nghị như trước. Duyên phận như thế, thật sự rất đáng quý. Dịch Phong nhìn người ta chân thành tha thiết, cũng vui vẻ mỉm cười ôm quyền. Không sao, nhưng nhìn kỹ một chút. Dịch Phong phát hiện giữa mày liễu của đối phương hiện ra mấy phần lo lắng, ý cười cũng không còn tự nhiên thoải mái như ngày trước. Tâm Lan tiểu thư, nhìn trông có vẻ ngươi có tâm sự. Dịch Phong không nhịn được hỏi. Lộc Tâm Lan nghe xong sững sờ, tiếp đó trong mắt lộ ra nụ cười khổ. Ánh mắt của tiên sinh sáng như đuốc, bất luận Lộc Tâm Lan có suy nghĩ gì ở trước mặt tiên sinh đều không giấu giếm được nửa phần. Nàng lập tức nói tiếp, trong lòng ta đúng là có chút lo lắng, tất cả đều là vì chuyện lớn vừa mới xảy ra, nhất thời thất thố, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Chuyện lớn, Dịch Phong nghe xong trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Ngươi đã là lâu chủ Vạn Bảo lâu rồi, còn có chuyện gì đáng để khiến ngươi để ý như thế sao? Lộc Tâm Lan đến gần thêm một chút, nhỏ giọng hành lễ, tiên sinh có chỗ không biết. Mặc dù tiểu nữ dựa vào sự giúp đỡ của tiên sinh trở thành lâu chủ kế nhiệm, nhưng cũng khó làm được đến mức mọi chuyện như ý. Đông Hải an phận ở một góc, thu nhận không ít tu sĩ đến từ bên ngoài, nhìn thì có vẻ thế lực phi phàm, nhưng thật ra chỉ là dựa nhờ vào thế lực trong biển, ăn nhờ ở đậu mà thôi. Chủ nhân chân chính của Đông Hải chính là giao tộc Thiên Long nằm sâu ở trong vùng sương mù của biển, bọn họ đời đời sống ở Đông Hải. Khống chế một vùng thiên địa này, bao gồm cả đảo đen ở trong đó, 72 đảo đều thuộc quyền sở hữu của giao tộc Thiên Long. Cách mỗi trăm năm, chúng ta đều phải trả một cái giá nhất định cho tộc Thiên Long.
Trong lời đồn nói mỗi một đảo của Đông Hải đều có tiếng nguy hiểm, thế mà lại chỉ là người thuê nhà. Dịch Phong có chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1733, Kỳ Hạn Trăm Năm, 2. Hóa ra là như thế. E rằng cái giá này không phải tầm thường, vì thế đến ngươi cũng để ý như vậy. Nghe xong, Lộc Tâm Lan kính nể gật đầu. Tiên sinh anh minh. Đúng như là ngài nói, chúng ta cần phải có một cái giá phi phàm, nhưng tu sĩ của mỗi đảo cũng không phải là cư dân, mà là thần dân dưới sự thống trị của giao tộc Thiên Long, vì thế cái giá phải bỏ ra tuyệt đối không phải tài vật, mà là tế phẩm. Cách mỗi trăm năm, mấy thế lực lớn sẽ phải dâng lên một vị thiên kiêu, thiên tư dung mạo đều phải vô cùng xuất chúng, rồi lại cử hành đại tế thiên hải ở đảo đen, coi nữ tu này giống như tế phẩm, cung phụng cho giao tộc thiên hải. Ôi trời! Vốn dĩ cho rằng là phải giao tiền, kết quả lại là giao người. Cách mỗi trăm năm là phải dâng lên một vị thiên kiêu để tế tặng, thật sự cho rằng thiên kiêu có ở khắp nơi hả? Đây đúng là điệu bộ của quân thực dân, chuyên cướp đoạt nhân tài đỉnh cao. Nhà tư bản nghe được cũng rơi lệ. Dịch Phong chấn kinh đến con mắt mở to. Đây là giao tộc gì, thế mà lại muốn ăn người? Lộc Tâm Lan khẽ thở dài một cái, sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng. Ai? Tiên sinh nói đùa. Giao tộc Thiên Long yêu cầu tế tặng thiên kiêu chỉ vì muốn người đó đảm nhiệm nô bộc vui đùa, từ đó bị vô số lăng nhục. Có thể nói là sống không bằng chết, nếu như thật sự bị ăn, ngược lại cũng được coi như là được thoải mái. Chuyên đoạt tu sĩ đỉnh cấp làm nô bộc. Đây là phải có biết bao ưu việt và tâm lý biến thái như thế nào, mẹ nó, đúng thật là địa chủ. Trong mắt Dịch Phong càng lộ ra vẻ chấn động. Nhìn thấy Lộc Tâm Lan cả người áp lực, đã có một loại dự cảm vô cùng không ổn. Chắc không phải. Lần kỳ hạn trăm năm này, thiên kiêu trong đảo lựa chọn chính là ngươi đó chứ? Nghe Dịch Phong căng thẳng hỏi, trong mắt Lộc Tâm Lan lộ ra vẻ xúc động. Vị tiên sinh này, cho đến bây giờ chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, vĩnh viễn giống như mặt trời xa không thể chạm đến, khiến người khác cảm thấy sâu không lường được. Lúc này, giọng nói hỏi thăm lo lắng của Dịch tiên sinh thật sự là chuyện hiếm thấy, đủ để có thể khẳng định sự quan tâm đối với nàng, có thể có được chân thành đối đãi của tiên sinh, đúng thật là không sống uổng công đời này. Lộc Tâm Lan gật đầu miễn cưỡng cười lên tiếng. Đa tạ tiên sinh lo lắng, Tâm Lan vô cùng cảm kích. Kết quả Đông Hải thiên tế ngày mai mới có, ta cũng không biết sẽ như thế nào, có lẽ là ta, có lẽ sẽ là người khác. Tóm lại Đông Hải thiên tế này, giống như lưỡi đao treo ở trên đầu chúng ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể rơi xuống. Chỉ cần chọn chúng ngươi, đứng trước thực lực tuyệt đối trốn không thoát được cũng không phản kháng được. Đây là kiếp nạn khó thoát khỏi của tất cả nữ tu trong đảo Đông Hải này. Trong lúc nói, đôi mắt đẹp của Lộc Tâm Lan ửng đỏ, trong thần sắc ẩn nhẫn khó nén được bi phẫn. Dịch Phong nhìn đến có chút bị cảm động lây. Khó trách các vị thiên kiêu Đông Hải trong lòng có điều khó nói, mỗi khi đến thời khắc trăm năm sẽ gặp phải lo lắng kiếp nạn. Ở trước kiếp nạn này, ai cũng không bình tĩnh được. Ngự trị trên các đảo Diễu Võ Dương Oai, còn muốn cách mỗi trăm năm tế tặng thiên kiêu. Cái này thật sự là có chút quá đáng. Nhìn Lộc Tâm Lan ẩn nhẫn yên lặng, Dịch Phong thật sự không nhịn được nữa. Ta đúng là tạm thời ở lại Đông Hải, các ngươi có thể thương lượng một cái giá lớn với đối phương, rốt cuộc giao tộc kia có cái gì lợi hại, lại có thể Diễu Võ Dương Oai như thế. Giống như là nghe được chỗ đau khổ, thần sắc tức giận trong mắt Lộc Tâm Lan càng đậm hơn. Nhưng chưa đến mấy giây, vị giai nhân từ trước đến giờ vẫn luôn ổn trọng này, vẫn là khó nén được kiêng kỵ. Tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Giao tộc Thiên Long là giao nhân, trên người có sức mạnh huyết mạch, tục truyền có nguồn gốc từ một mạch chân long, cho nên tự xưng là tộc Thiên Long. Bọn họ ở sâu trong biển đã không biết bao nhiêu năm tháng, sức mạnh huyết mạch ở trong biển càng ngày càng dày đặc, cho dù ở đại lục cũng có rất nhiều thiên vực vô cùng kiêng kỵ. Mấy vạn năm nay, phàm là giao tộc Thiên Long hiện thế trên mặt biển, tu sĩ con người chúng ta chỉ có tránh né, cho dù người có thù nợ máu trốn ở Đông Hải. Cũng không có người nào dám đến tìm trả thù, chỉ có trước đó không lâu, rất nhiều thiên tông liên hợp mới dám nhân cơ hội kỳ hạn trăm năm chưa đến, đánh lén một đảo ngoài để trả thù. Chuyện đồng loạt đánh lén này đã là kỳ tích liên hợp sức mạnh mọi người hiếm có, vài vạn năm cũng khó có được. Lâu dần,
Giao tộc Thiên Long đã giống như vua của Đông Hải, chúng ta đành phải làm như thế, căn bản không có sức lực phản kháng. Lợi hại như thế. Chương 1734, Thiên mệnh khó thoát. Một tộc người cá nào đó, thế mà có thể khiến cho các nơi kiêng kỵ. Dịch Phong nghe xong vô cùng chấn động, nhất thời có chút khó có thể tin, lợi hại như vậy. Ta nghe nói đảo chủ đảo đen này là một nhân vật lợi hại, trong đảo cũng là ngọa hổ tàng long, lẽ nào chưa từng có người nào phản kháng? Để mặc cho đám người cá này diễu võ dương oai. Câu hỏi vang lên, sắc mặt Lộc Tâm Lan lại nhiều thêm mấy phần hiu, quạnh. Mấy vạn năm trước, đảo chủ đời thứ 34 từng mở miệng phản bác việc này, vị đảo chủ kia thiên tư tuyệt vời, có thể nói là nhân vật thiên tài kinh diễm một thời. Đáng tiếc, đứng trước mặt tam hoàng tử tộc Thiên Long, cũng chỉ là một kẻ địch không đủ tư cách, khoảng cách của hai bên giống như là trời và đất, chấn nhiếp các đảo hơn mấy vạn năm. Trải qua chuyện này, các đảo đã sớm kinh sợ đến vỡ mật, đáng hận tu vi chúng ta nông cạn, chỉ có thể cúi đầu xưng thần với tam hoàng tử kia mới có thể đổi lấy trăm năm binh ẩn cho Đông Hải. Tiên sinh chê cười rồi, hiện thực tàn khốc khiến người ta thổn thức. Nhìn thấy sự không cam lòng tự diễu bi phần trong tròng mắt của Lộc Tâm Lan, Dịch Phong lâm vào trầm tư, không nói thêm một lời nào nữa, nhưng trong đầu lại là nhớ kỹ chuyện này. Một ngày sau, trong một đình viện nho nhã lịch sự của đảo đen, mấy vị nữ tử mặc lụa trắng bước vào, trạng thái không nhiễm trần thế khiến người khác kính sợ, cả người đều tiêu tán khí tức phi phàm, thần sắc cũng là vô cùng lãnh đạm. Thư Giao tiểu thư, dựa vào mệnh lệnh của tộc Thiên Long, ngài làm thiên nữ, mong rằng tiểu thư thuận theo thiên mệnh. Lộc Thư Giao nắm chặt ngón tay ngọc, vẫn luôn không đứng dậy, căng mắt nhìn mấy giây. Môi đỏ hơi mở ra, lòng dạ không còn chưa trước, trong âm thanh lộ ra sự lạnh lẽo bi phẫn. Hỗn xược, thiên nữ sao có thể là bản tiểu thư? Mất vị nữ tử cầm kiếm nghe tiếng nhìn về phía đối diện, cũng không mở miệng. Người đi đầu có chút lớn tuổi, tay lấy ra một mai ngọc giản. Lập tức, ngọc giản tản mát ra ánh sáng lờ mờ, ánh sáng giống như lưu sa ngưng kết thành kình. Năm đạo hư ảnh ngồi vững vàng hiện lên trên không trung, dung mạo bị áo choàng tối tăm che lấp. Cho dù chỉ là hình chiếu, khí thế tiêu tán ra ngoài vẫn vô cùng kinh khủng như trước. Lộc Thư Giao kinh hãi đến sắc mặt đại biến. Bái kiến năm vị các lão. Năm đạo hư ảnh cũng không để ý cái gọi là lễ tiết. Lão giả đầu tiên trầm giọng mở miệng, lạnh lẽo vô cùng uy thế trong giọng nói, tản ra một uy áp lớn lao không cho cự tuyệt. Lộc Thư Giao, ngươi thân là dòng chính Lộc gia, thiên tư dung mạo trác tuyệt, trong đảo người người biết rõ, đã bị Giao tộc Thiên Long hạ lệnh sắc phong làm thiên nữ. Đây là mệnh lý. Bạch, Lộc Thư Giao kinh hãi đến ngước mắt, sắc mặt đã trắng bệch. Vì sao? Tại sao lại là loại kết quả này? Nàng bị thua tỷ thí, để cho vị trí lâu chủ rơi vào trong tay Lộc Tâm Lan, cái này cũng thôi đi, dù sao đúng là tài nghệ không bằng người, cũng không thể nói được cái gì hơn. Nhưng bây giờ, thiên tế cũng muốn nàng đi, dựa vào cái gì mà tất cả mọi chuyện tốt đều rơi xuống đầu Lộc Tâm Lan? Đáng giận. Lộc Thư Giao vô cùng tức giận cắn hàm răng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Nhưng khi nàng ngước mắt, hư ảnh của năm đại các lão đã tràn đầy lạnh giá quyết tuyệt, đáy mắt lãnh đạm, đến ngay cả sát ý cũng không che giấu. Lập tức, Lộc Thư Giao nhìn đến con ngươi chấn, động, dần dần trở nên im lặng trầm mực, giống như nước đọng không còn gợn sóng, ánh hào quang hoàn toàn tiêu tán vô hình. Nàng hiểu rõ, bản thân không còn lựa chọn nữa. Không đợi Lộc Thư Giao hoàn hồn, đã từng lo lắng năm đại các lão từ ái, trước mắt đã tiêu tán. Nữ tử cầm kiếm duy nhất cung kính hành lễ. Đại tiểu thư, bây giờ ngài là thiên nữ cao quý, chúng ta cũng là phụng theo mệnh lệnh của năm đại các lão, tất cả đã có định số, mong rằng ngài đừng làm khó những hạ nhân như chúng ta. Một câu lạnh thấu đáy lòng, dù có các loại không cam lòng, Lộc Thư Giao chỉ có thể khép hờ đôi mắt, kìm nén thanh lệ đang chảy xuống. Được, được, hay cho một thiên nữ, đúng thật là cái gọi châm chọc. Dưới sự bao vây bảo vệ của mấy thị nữ có tu vi đáng sợ, Lộc đại tiểu thư như mất hồn bước ra khỏi tiểu viện, bước nhân mềm mại giống như nặng ngàn cân, mãi đến khi ngồi lên nhuyễn kiệu. Nàng vẫn như trước không nói thêm một lời, giống như số mệnh đã như thế, đã như lục bình không có sức lựa chọn. Cùng lúc đó, trong vạn bảo lâu, Dịch Phong và Lộc Tâm Lan yên lặng ngồi tĩnh tọa ở trên lầu, đều là cả mặt thần sắc ngưng trọng. Biết được người được chọn làm thiên nữ,
Dịch Phong cũng khó nén được cảm khái trong lòng. Đúng thật là tại hóa trêu người. Không ngờ được, thế mà Lộc Thư Giao lại trở thành cái gọi là thiên nữ, ở trong thung lũng cuộc đời này, lại gặp phải loại vận mệnh bất công như thế. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1735, Mãng Phu Nhập Thể, 1. Lộc Tâm Lan nghe xong gật đầu, bi phẫn ở trong mắt vẫn chưa tiêu tán. Tiên sinh nói rất có lý. Nhưng cũng không phải là năm đại các lão muốn chọn nàng, mà là bởi vì mỗi một lần danh sách đều là do Tam Hoàng Tử Giao Tộc Thiên Long quyết định, cho dù là ai cũng không có cách nào thay đổi. Những khuất nhục mà nàng gặp phải ngày hôm nay, có lẽ tương lai ta cũng khó thoát. Nói rồi, Lộc Tâm Lan cảm khái một tiếng, cũng không bỏ đá xuống giếng, mà ngược lại có một loại cảm giác bi thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trong lúc hai người đang cảm khái, một đỉnh nhuyễn kiệu lăng không đi qua, bay về phía sâu hơn, mấy đại thân ảnh áo trắng chăm chú bảo vệ, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn theo. Cuối cùng trong mắt Dịch Phong lộ ra dị sắc, chăm chú nhìn về phía Lộc Tâm Lan hỏi. Bên trong cỗ kiệu này, chính là Lộc Thư Giao. Thấy Dịch Phong hỏi, Lộc Tâm Lan nghiêm túc lên tiếng. Không sai. Đây là kiệu của thiên nữ, người ngồi trong đó chính là Lộc Thư Giao. Quả nhiên là như thế. Cái gọi là thể diện của giao tộc Thiên Long, cỗ kiệu này mới có thể áp đảo Vạn Bảo Lâu ở trên không. Những tên người cá này đúng là có uy phong thật lớn, đến người làm việc cho bọn họ cũng có tự tin như thế. Dịch Phong gật đầu một cái, để ý đến mấy đạo bóng hình xinh đẹp đã đi xa, hắn khẽ nhíu mày. Nếu như Lộc Thư Giao đã đến Vạn Bảo Lâu, vì sao còn phải dùng nhiều người như thế? Thần sắc Lộc Tâm Lan có chút cổ quái. Tam Hoàng Tử Giao Tộc Thiên Long, tình cách có chút kỳ lạ. Hắn muốn các đảo tế ra thiên nữ, cái gọi là thiên nữ thật ra có địa vị rất thấp, cho dù là như thế, cũng chỉ cho phép hắn lăng nhục, tuyệt đối không cho phép người khác bước đi gần một bước. Vào khoảnh khắc trở thành thiên nữ đó, bất luận là nam tử nào cũng không được đến gần, đụng chạm da thịt chính là tội lớn. Mấy vạn năm nay, một khi có người trở thành thiên tử, nhất định sẽ bị nữ tu bảo vệ phụng dưỡng, thế lực khắp nơi đều phải phái người trông coi. Thứ nhất là phòng ngừa thiên nữ chạy trốn, thứ hai là tránh gây thêm rắc rối, mãi đến khi thiên nữ đi vào giao tộc Thiên Long. Tam Hoàng Tử này cũng là con cá kỳ quái. Hắn muốn lăng nhục thiên nữ, còn không cho phép người khác thân thiết, đến gần một chút cũng không được. Người ta đã tu tiên ngàn vạn năm rồi, mà còn phải trẻ. Đơn thuần chính là một đống yêu cầu phiền phức. Người không biết, còn tưởng rằng là hắn muốn cưới hỏi đàng hàng đó. Đây là loại biến thái cấp S kỳ lạ gì vậy? Một con cá rách nát, khi nhục đến trên đầu nhân tộc, còn có một đống yêu cầu, thật sự coi mình là rồng rồi. Dịch Phong nghe đến nhíu mày. Nếu như đụng vào, thì sẽ thế nào? Lộc Tâm Lan nghe xong biến sắc, âm thanh cũng đè thấp xuống mấy phần. Nếu là như thế, chắc chắn sẽ nhận phải sự tức giận lôi đình. Ngày nào đó Tam Hoàng Tử Giao Tộc Thiên Long biết được, chắc chắn sẽ nghiền xương người đó thành tro. Nghe nói như thế, tính tình nóng nảy của Dịch Phong cũng không nhịn được nữa. Chỉ là một con cá mà lại khoe mẽ như thế, đúng là do chiều mà có khuyết điểm. Mắng thì mắng, hắn cũng phát hiện có cơ hội mới. Nhóm người cá này đúng là đáng hận, nhưng có thể chiếm cứ Đông Hải mấy vạn năm, còn không có người nào dám phản kháng. Nhất định là một đám mạnh mẽ, bản thân hắn chỉ cần chọc tức đối phương thì chẳng phải là có cơ hội tìm đường chết thành công sao. Ít nhất thì, dù là một thế lực giả mạnh thì cũng hẳn là có thể kiểm tra được tu vi của hắn đi. Bất ngờ phát hiện cơ hội, Dịch Phong càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Không muốn người khác đụng vào. Ha ha, hôm nay lão tử sẽ đụng một chút cho ngươi xem. Nhưng lần này khác với ngày trước. Việc này liên quan cực lớn. Đối phương cũng có lai lịch lớn, bản thân hắn khi ra tay kéo thù hận để tìm chết. Đúng là dễ như trở bàn ta, nhưng nếu như hại ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ Đông Hải, vậy thì là bẫy người ta rồi. Chỉ lo cho bản thân mình, tuyệt đối không phải việc làm của đại trượng phu. Bất luận là bằng hữu quen biết, hay là tu sĩ bình thường vốn không quen biết, Dịch Phong cũng không muốn liên lụy hại đến người khác. Trầm ngâm mấy giây, hắn cũng không có chủ kiến gì hay. Đầu tiêu âm thầm hỏi ý của hệ thống trước. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ngoại từ bất tử bất diệt tu vi tăng mạnh, còn có chỗ tốt, nào khác nữa không? Có thể khởi tử hồi sinh không?
Qua mấy lần kêu gọi đến đoạt mạng, cuối cùng hệ thống đáng chết này cũng lên tiếng. Được, có thể khởi tử hồi sinh. Nếu như đã nói như thế, thì tất cả đều đã có cơ hội xoay chuyển. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù vạn nhất hại chết người khác, chỉ cần hắn tìm đường chết thành công, cũng có thể cứu sống bọn họ. Tiếp đó dọn dẹp xử lý mấy tên người cá rách nát kia là có thể trả cho Đông Hải một mảnh tự do. Chương 1736, Mãng Phu nhập thể, 2. Tương lai, những người bị chết thì bồi thường cho đảo chủ trưởng lão cái gì đó, phân chia một chút địa bàn. Điều này còn không tốt hơn ngàn vạn lần so với làm nô tài cho người khác sao? Ai già? Dịch Phong à Dịch Phong, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Một hồi phân tích lớn, Dịch Phong đã suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần tiếp cận Lộc Thư Giao, chọc tức tam hoàng tử người cá kia, mượn đó hoàn thành nhiệm vụ tìm đường chết. Tương lai không chỉ có thể đạt được mục tiêu, còn có thể giải quyết tất cả vấn đề của Đông Hải. Đây đúng thật là kế hoạch không chê vào đâu được. Sớm biết là chết có thể có được kỹ năng hồi sinh người khác, thì đâu cần sợ đầu sợ đuôi như thế. Đều trách cái hệ thống đáng chết này. Bất chi bất giác, Dịch Phong tiếp tục hỏi. Ai biết được cái hệ thống này lại bắt đầu giả chết, không còn bất kỳ câu trả lời nào, thật giống như là máy tính năm 82 bị chết máy vậy. Hắn cũng lười lãng phí thời gian nữa. Kế hoạch đã chuẩn bị hoàn thành, tất cả sầu lo đều được giải quyết toàn bộ. Trong nháy mắt, trong mắt Dịch Phong hiện lên ánh sáng chờ mong. Ta phải cứu Lộc Thư Giao, gặp tam hoàng tử người cá kia một lần. Bạch, Lộc Tâm Lan nghe xong bị hù dọa, ra tay cứu Lộc Thư Giao. Nếu như làm việc này, chắc chắn sẽ chọc tức tam hoàng tử giao tộc Thiên Long. Đây không phải là tranh đấu bình thường, mà là dẫn động đến đại kiếp sống chết của toàn bộ tu sĩ Đông Hải. Đại kiếp sắp đến, Lộc Tâm Lan kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, bất giác muốn lên tiếng khuyên giải. Nhưng khi nàng bất ngờ đứng dậy, thấy hai con ngươi của Dịch Phong yên lặng, nổi lên ánh sáng lãnh đạm tràn ngập chờ mong, tâm tình Lộc Tâm Lan chấn động, dường như trong nháy mắt cũng trở nên bình tĩnh. Nếu như là tiên sinh xuất thủ, có lẽ việc này không hẳn là không thể thành. Nhìn thấy khí độ siêu phàm của Dịch Phong, lại hồi tưởng đến tu vi mạnh mẽ ngày trước thể hiện ra, Lộc Tâm Lan có chút yên định hơn mấy phần, cũng không đoán được vì sao tiên sinh lại ra tay. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Phong thâm sâu khó lường, làm chuyện này nhất định có thâm ý. Cho dù Lộc Tâm Lan đối mặt với áp lực lớn lao, cũng cắn răng cúi đầu thật sâu với Dịch Phong. Tiên sinh đại nghĩa, Tâm Lan kính nể vạn phần, nếu như tiên sinh đã đưa ra quyết định, Tâm Lan nhất định sẽ phối hợp. Cho dù trong lòng biết được việc này không thể coi thường, nhưng nhìn Dịch Phong, đột nhiên trong lòng Lộc Tâm Lan tràn ngập tín nhiệm. Dịch Phong đã không còn lo lắng gì, lúc này giống như là mãng phu phụ thể. Hắn chắp tay gật đầu, vững như bàn thạch. Ừm, bây giờ Lộc Thư Lan đang ở đâu? Dẫn ta đến đó. Nghe được lời nói lãnh đạm, tự tin trầm ổn giống như là khống chế đất trời, Lộc Tâm Lan gật đầu. Lập tức đi trước dẫn đường, đi thẳng về phía cấm địa nằm sâu trong vạn bảo lâu. Hai người một trước một sau, xuyên qua mấy đạo cửa lớn. Cuối cùng, dừng bước trước một tháp lưu ly 6 tầng. Toàn thân bảo tháp óng ánh, tỏa ra ánh nắng chiều, từ xa nhìn lại có thể thấy được những viên ngọc. Nhưng hình như bị bao phủ bởi một đạo cấm chế vô hình, chỉ có một mảnh dị sắc hoa mỹ hiện lên, không có cách nào thấy rõ được chân dung. Năm vị nữ tu mặc lụa trắng ôm kiếm đứng yên, phảng phất như là người kiếm hợp nhất. Trong đôi mắt lãnh đạm, không hề có một chút gợn sóng, vẫn luôn bất động giống như chuông bảo vệ trong 10 trượng đất chống trước bảo tháp, tản ra hàn ý cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm. Đột nhiên, trong đôi mắt năm đại thị nữ vô cùng chấn động, âm thầm nắm chặt bảo kiếm trong tay. Trong tầm mắt, dung mạo thanh tú của Dịch Phong chậm chậm đi đến, giống như người phàm tản bộ. Nhìn thì có vẻ là người phàm, các nàng cũng vô cùng cẩn thận, vị Dịch tiên sinh này có tu vi vô cùng đáng sợ, lại là khách quý của vạn bảo lâu, ai dám có chút nào nắm chắc. Mấy người không biết ý đồ đến đây của Dịch Phong, cố hết sức lên tiếng khuyên giải. Dịch tiên sinh, xin dừng bước. Nơi này là cấm địa của vạn bảo lâu, bất luận là người nào cũng không được tự ý đi vào. Dịch Phong nghe xong dừng bước, hiểu việc lấy đại nghĩa ra để thuyết phục. Ta đến đây chính là cứu Lộc Thư Giao, các ngươi cùng là nữ tử, có lẽ cũng có chút đồng cảm đối với cái gọi là vận mệnh thiên nữ, hay là nhường đường một chút. Tương lai, tất cả trách nhiệm đều do ta gánh. Ai biết vừa dứt lời,
sắc mặt mấy vị thị nữ đều trở nên lạnh lẽo, người đứng đầu cắn răng ôm quyền. Tiên sinh đừng nói đùa. Ngài thân là khách quý của Vạn Bảo Lâu, bất cứ chuyện gì đều có thể thương nghị, nhưng chỉ có việc này tuyệt đối không thể. Tam hoàng tử đã có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được làm trái. Đại tiểu thư là thiên nữ đã được định, đây là số mệnh của nàng. Các bạn đang nghe chuyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1737, Dừng Cương Trước Bờ Vực, 1. Những người này quỳ gối quá lâu, đã không có cách nào thay đổi. Bị người khác khi nhục đến loại tình trạng này, không biết phản kháng cũng thôi đi, còn nhìn thấy cái gì mà số mệnh đáng chết. Dịch Phong cũng lười lãng phí nửa lời, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía trước một bước. Nếu như ta nhất định phải đi vào thì sao? Trong chớp mắt giọng nói âm trầm vang vọng. Đột nhiên năm đại thị nữ cảm thấy áp lực lớn lao, phảng phất như quanh người đều bị khí tràng vô hình tác động đến. Oanh! Một cỗ khí tráng đáng sợ phả vào mặt. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi, lại có khí thế khủng bố tản ra xung quanh giống như sóng chiều. Lập tức năm người giống như lục bình trong biển, chấn động đến không dám lên tiếng. Quá đáng sợ, loại tu vi này tuyệt đối không phải là các nàng có khả năng chống lại. Mấy nữ tu lúc trước còn nghiêm chỉnh khuyên can, đột nhiên tất cả đều kiêng kỵ yên lặng, giống như nhìn thấy mãnh hổ thức tỉnh, kinh ngạc đến cứng người tại chỗ. Trong mắt đã tràn ngập vẻ kiêng kỵ, nghe danh không bằng gặp mặt. Vị Dịch tiên sinh này có thể trở thành khách quý của Vạn Bảo Lâu, nâng đỡ Tâm Lan tiểu thư thành lâu chủ. Quả nhiên vô cùng đáng sợ, loại thực lực này cho dù chỉ là một góc núi băng, cũng vượt xa tưởng tượng của các nàng. Các nàng không dám lên tiếng, Dịch Phong cũng bắt đầu cất bước. Vù, bước chân vừa mới bước ra. Nhìn thân hình không khác gì người phàm tầm thường, nhưng thật ra giống như dẫn động sức mạnh đất trời. Thân ảnh chắp tay đi đến, tản ra một loại khí độ cao thâm khó lường. Đứng trước mặt một người như thế, phảng phất như bất luận kẻ nào cũng không đáng nhắc đến. Trong chớp mắt bước chân bước đến, mấy người đã kinh hãi đến phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Mới bước ra một bước mà thôi, các nàng đã không còn kiên trì như lúc trước, khí độ ngày thường cao cao tại thượng cũng bị công kích đến đổ liềng xiềng. Đúng là theo bản năng, bất giác lui lại. Trong tầm mắt, Dịch Phong lãnh đạm đi đến, phảng phất như đứng giữa đất trời, sau lưng bao phủ hư ảnh đáng sợ. Mỗi một bước đi, uy áp khủng bố lại nhiều thêm một phần. Chưa đến mấy giây, uy áp xung quanh đã như xương, tiên ngọc lát trên mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Năm đại thị nữ không ngừng lùi lại, đã bị sợ hãi chi phối. Một bước, hai bước. Dịch Phong đi về phía trước bình thường, năm đại thị nữ lại không ngừng kiêng kỵ lui về sau, trước mắt đã sắp đến dưới bảo tháp, không còn đường lui nào nữa. Đăng, gót chân đụng phải pháp trận, mấy người đã vô cùng bối rối. Nhìn thấy Dịch Phong không còn bước đến nữa, người đứng đầu cắn răng hành lễ, âm thanh đã có chút phát run. Dịch tiên sinh, xin hãy dừng bước. Cho dù ngài là khách quý, cũng không thể đi tiếp nữa, việc này không còn bất cứ đường nào để cứu vãn. Nếu như ngài khăng khăng đi lên, chúng ta chỉ có thể thông báo cho năm đại các lão. Nói ra lời uy hiếp mờ mịt, Lộc Tâm Lan và năm đại thị nữ đều tâm thần căng cứng. Tu vi của năm đại các lão đáng sợ, địa vị trong đảo vô cùng quan trọng, cho dù là vị tiên sinh này cũng sẽ cho mấy phần thể diện đi. Dưới cái nhìn chằm chằm căng thẳng của mấy người, Dịch Phong chỉ là mặt không biểu cảm, trong mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, dường như hoàn toàn không có áp lực gì đáng nói. Ừm, vậy thì ngươi thông báo đi. Đây, năm đại thị nữ kinh hãi đến trợn to con mắt. Căng thẳng nhìn nhau, có thể thấy được rõ ràng sự chấn kinh trong ánh mắt của mấy người. Các nàng không thể tin được, thế mà Dịch tiên sinh lại bá đạo như thế, khăng khăng muốn gây ra đại họa, đến năm đại các lão không cho một chút thể diện nào. Phải làm sao mới ổn đây? Mọi chuyện phát triển quá nhanh, năm người đều chấn kinh đến chân tay luống cuống, các nàng đã không còn có một chút sức mạnh và lòng tin nào để đối mặt với một người như thế. Cắn răng, nữ tử đứng đầu đánh phải bóp nát ngọc giản ở trong tay áo. Răng rắc, thuận theo một tiếng giòn vang nhẹ nhàng. Năm đạo ánh sáng hội tụ trên không, dẫn đến tầng mây biến sắc, thân ảnh già nua lần lượt hiện lên, từng trận uy áp khuếch tán ra ngoài, khiến cho toàn bộ Vạn Bảo Lâu cũng vì thế mà chấn động. Năm đại các lão đứng yên trên không trung, trong mắt lãnh đạm. Nhìn thấy Dịch Phong đứng trước bảo tháp,
Đám thị nữ trông coi bảo tháp cũng bị chấn động không còn đường lui, lúc này mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, trong mắt lộ ra mấy phần hoài nghi. Yên lặng nhìn nhau, lão giả đứng đầu ôm quyền hành lễ, ngôn từ vô cùng cẩn thận. Dịch tiên sinh, ngài đến đây là vì sao? Đối mặt với đám lão giả đã biết rõ còn hỏi này, Dịch Phong ngước mắt đi thẳng vào vấn đề. Không có gì. Ta chính là phải cứu Lục Thư Giao, các ngươi cũng không cần lãng phí nước bọt. Hôm nay có nói cái gì, ta cũng phải đi vào. Chương 1738, Dừng cương trước bờ vực, 2. Trong chốc lát năm người biến sắc, đối mặt với vị này, đám lão già đã thành tinh bọn họ cũng chỉ nắm chắc được mấy phần nhỏ. Không biết tại sao việc đã đến nước này, thái độ của Dịch tiên sinh còn cường ngạnh như thế, bọn họ cũng biết không còn đường lui. Nếu đã như thế, chúng ta đắc tội rồi. Chuyện này liên quan trọng đại, mong rằng tiên sinh đừng trách, chúng ta năm người lấy nhiều bắt nạt ít. Giọng nói thâm trầm vang vọng, râu tóc năm vị lão giả bay loạn. Nhất thời, sức mạnh đại đạo hội tụ như gấm, trên bầu trời dị sắc đan xe, dưới mặt đất cuồng phong gào thét. Tu vi cuồn cuộn hội tụ nghiêng lệnh giống như sông Trường Giang và Hoàng Hà, giống như ngân hà thấu trời chảy xuống. Ở trước mặt uy thế như thế, đột nhiên thị nữ và Lộc Tâm Lan đều biến sắc, giống như rơi vào mặt thế. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu cũng bị dị tượng này chấn động, vô số người hoảng sợ ngóng nhìn. Nếu như là ngày trước, lập tức xuất hiện hiệu ứng đặc biệt kéo gió, năm người lóe sáng xuất hiện, Dịch Phong cũng sẽ có chút chờ mong. Nhưng trước mắt, hắn đã tràn ngập hoài nghi đối với thực lực của mình, một lòng cũng chỉ nghĩ đến làm chuyện của Lộc Thư Giao, đâu còn tâm tư để ý đến giả vờ cái gì. Lạnh lùng ngước mắt phất tay, trong mắt tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Quả nhiên, dưới cái phất tay này, hiệu ứng đặc biệt thấu trời tiêu tán vô hình, năm lão đầu cũng rơi xuống dưới đất trên người dính đầy bụi, trong mắt đều là vẻ chấn động. Đây, lúc trước bọn họ vốn cho rằng không đánh được Dịch Phong thì cũng có thể chu toàn một chút, dù gì cũng có thể tiếp vài chiêu. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được vừa đối mặt đã là không chống đỡ được. Ai, mẹ nó đều là đồ ăn hại mà. Dịch Phong bất đắc dĩ âm thầm thở dài, lười để ý đến nhóm lão đầu này, cũng không để ý đến thị nữ và Lộc Tâm Lan sắp hóa đã, lập tức muốn tiếp tục cất bước. Ai ngờ được, lão giả đứng đầu bò dậy, thế mà lại kiêng kỵ cắn răng lần nữa. Đợi đã, tu vi của tiên sinh cao thâm, chúng ta đúng là không phải địch thủ. Nhưng trong bảo tháp này có rất nhiều pháp bảo của Vạn Bảo Lâu ta, xung quanh đều được cổ trận truyền thừa bao trùm. Đây là nguyên nhân của cái tên Vạn Bảo Lâu, mấy vạn năm nay không có người nào lay động được, tuyệt đối không phải hư danh. Thuận theo người này mở miệng, mấy lão giả còn lại cũng phụ họa hành lễ, trong mắt đã có mấy phần tự tin. Không sai, tu vi của tiên sinh cao thâm, chúng ta vô cùng khâm phục, nhưng nếu cho rằng vượt qua chúng ta là có thể tùy ý làm bậy, không quan tâm đến an nguy của chúng sinh gây ra họa lớn ngập trời, thì không khỏi xem nhẹ người khác quá mức đi. Dịch tiên sinh, thứ cho ta cả gan khuyên một câu, tu vi của ngài cũng khó bước vào bảo tháp này, đối đầu với giao tộc Thiên Long. Cũng không phải là hành động sáng suốt, không bằng nhanh chóng dừng cương trước vực, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiên sinh là đại tài thế gian, đương nhiên đạo lý thiên ngoại hữu thiên cũng không cần chúng ta nhiều lời, mong rằng tiên sinh nghĩ lại. Một nhóm lão đầu càng nói càng hăng sau, trong mắt đầu vẻ lão đạo khôn khéo lấy đại cục làm trọng. Hai ba câu. Giống như là bảo tháp ở trước mặt thật sự không có kẽ hở, giao tộc Thiên Long càng như trăng sáng nhô cao. Tuyệt đối không phải là người thế nhân có thể chạm đến, đối địch với bọn họ chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng bọn họ còn chưa nói xong, Dịch Phong đã tiếp tục cất bước, đứng ở dưới bảo tháp thò tay về phía trước, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của mọi người. Chỉ nghe tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ trận không thể dung chuyển trong truyền thuyết của Vạn Bảo Lâu, giống như căn bản không tồn tại vậy. Cổng phong bế bảo tháp được chậm chậm đẩy ra. T. Ý cười của năm đại các lão cứng ở trên mặt, tập thể hóa đá tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, tự đánh mặt lại đến nhanh như thế. Mới vừa rồi còn nói đây là trận pháp lợi hại như thế nào, bất luận Dịch Phong làm như thế nào cũng không đi vào được, một giây sau đã bị Dịch Phong trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một màn coi thường trận pháp này khiến bọn họ không kìm chế được hoài nghi, có phải là trận pháp này không có tác dụng gì không? Nhưng ba động xung quanh bảo tháp phát tán ra lại lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ, trận pháp vẫn tồn tại như trước. Chỉ là không ngăn được Dịch Phong.
trong bảo tháp. Trong đại sảnh trưng bày không ít binh khí, đều là thần binh cấp thiên, ánh sáng mờ mịt bốn phía. Nếu như có người ngoài ở đây, nhất định trong lòng sẽ vô cùng chấn động, bị nội tình của Vạn Bảo Lâu làm cho sợ hãi thán phục. Từng có lúc, Lục Thư Giao cũng cực kỳ khát khao đối với bảo tháp này, nó chính là nội tình mà Vạn Bảo Lâu kiêu ngạo. Các bạn đang nghe chuyện nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần, người trên vạn người của tác giả Phong Lăng Bắc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1739, Ánh Dạng Đông. Không ngờ được, cuối cùng nàng cũng có cơ hội ngồi một mình trong đó, nhưng chỉ còn lại bơ vơ và tuyệt vọng, chưa đến mấy ngày. Vị Lộc gia đại tiểu thư này, đầu tiên mất đi cơ hội tranh đoạt lâu chủ, địa vị và vinh quang vốn có một đi không trở lại. Bây giờ còn biến thành thiên nữ, sắp trở thành nô bộc phụng dưỡng giao tộc Thiên Long. Khoảng cách cảnh ngộ trước sau, có thể nói là từ trong mây rơi vào trong nước bùn. Biến đổi lớn của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Kiêu ngạo đã từng có một đi không trở lại, lẻ loi trơ trọi ngồi một mình trong bảo tháp, trong mắt Lộc Thư Giao tràn ngập vẻ xấu hổ giận dữ cùng với không cam lòng. Nàng là Lộc gia đại tiểu thư, đã từng là một thân thần nữ ngàn vạn người hâm mộ. Bây giờ, lại rơi vào tình cảnh gọi trời trời không thấu kêu đất đất không linh. Bi thương nổi lên trong lòng, khóe mắt Lộc Thư Giao lấp lóe ánh lệ. Ở trong bảo tháp yên lặng, nàng đã đoạn tuyệt với thế giới, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh đến. Chỉ có thể ở cùng với hưu quạnh và tuyệt vọng lan tràn, để cho sự cam lòng từng chút một cắn nuốt nàng. Từ sự bi phẫn khi bước vào bảo tháp, cho đến thời khắc tuyệt vọng hưu quạnh này. Sự bơ vơ và khuất nhục của Lộc Thư Giao không người nào biết được. Cho dù số mệnh là như thế, nàng cũng không muốn khuất phục. Vừa nghĩ đến dáng vẻ của tên người cá khiến người khác buồn nôn kia, sắp sửa cao cao tại thượng lăng nhục bản thân mình, nàng không thể nào chấp nhận được vận mệnh này. Đã từng có quang vinh phong quang sáng chói, bây giờ tất cả đều thoảng qua như mây khói. Chỏ có sự hưu quanh dài đắng đẵng trước mắt làm bạn. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, nhưng lại lâu dài như vạn năm, thanh lệ lặng lẽ trượt dài trên mặt. Lộc Thư Giao quật cường hoàn toàn tuyệt vọng, trong tay lấp lóe ánh sáng, một đoạn kiếm tinh xảo xuất hiện. Liếc nhìn đoạn kiếm phát ra ánh sáng lạnh, Lộc Thư Giao nở nụ cười đắng chát. Không ngờ được, kết quả chỉ có một ánh sáng ấy cho ta an ủi, sự hâm mộ sùng kính của thế nhân. Chỉ là công dã tràng, tuấn kiệt tài sĩ ở trong đảo, cũng chẳng qua chỉ là nô bộc của giao tộc Thiên Long. Ha ha, ha ha ha. Lộc Thư Giao cười đến nước mắt rơi xuống, hoàn toàn nhìn thấu tất cả. Cho dù giống như nàng từng mong muốn, trở thành lâu chủ Vạn Bảo Lâu như ý nguyện, thậm chí tương lai quyền thế ngập trời. Rốt cuộc cũng khó thoát khỏi sự thống trị của giao tộc Thiên Long, sống đến hoàn toàn không có tôn nghiêm. Ảo tượng về sự tự do không thực tế đã từng có, lúc này hoàn toàn bị nghiền nát. Nhân sinh chính là như thế. Chỉ có tự bản thân mình trải qua bóng tối tuyệt vọng, mới có thể biết được ảo tưởng ánh sáng rạng đông là không thực tế như thế nào. Uy thế của giao tộc Thiên Long, căn bản không có người nào dám đụng chạm. Bóng tối bao phủ, vạn năm ở Đông Hải này, chắc chắn sẽ vô cùng vô tận. Làm gì có ánh sáng rạng đông nào, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tiếp đó thu lại ý cười. Hai tay Lộc Thư Giao cầm ngược đoản kiếm, chậm rãi nâng lên không trung, đối thẳng với tim của mình, đôi mắt khép hờ, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ thoải mái. Lập tức sắp đâm xuống, kết thúc cuộc đời không còn có chút lưu luyến nào. Thế nhưng, ngay vào lúc nàng đâm xuống, ở cửa chính phủ bụi lâu năm kia bất ngờ oanh một tiếng bị người khác đẩy ra. Chỉ nhìn thấy, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, hòa hợp với ánh sáng hoàng hôn. Thân ảnh cao lớn như ngọc phảng phất như là vô cùng không chân thực, ánh nắng ở sau lưng hắn chiếu rọi xuống, lộ ra vẻ vô cùng hùng vĩ. Lộc Thư Giao kinh hãi đến thiếu chút nữa đánh rơi đoản kiếm, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu. Nàng kinh hãi phát hiện, thế mà người đến lại là Dịch Phong. Khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ kinh hãi. Vị này là tiên sinh đáng sợ đã từng giúp đỡ Lộc Tâm Lan, thế mà lại đến nơi này. Hắn đến đây làm gì? Lẽ nào hắn không biết quy củ mà Tam Hoàng tử kia lập xuống sao? Trong đầu Lộc Thư Giao một mảnh mờ mịt, nàng thế nào cũng không dự liệu được, thế mà Dịch Phong lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng mà, ngay lúc nàng vẫn còn trăm mối tơ vò không cách nào lý giải, bỗng nhiên Dịch Phong vững vàng bước đến gần. Đưa tay kéo lấy tay ngọc của nàng. Đi theo ta. Ba chữ ngắn gọn, lại vang vọng giống như chuông đồng.
Đột nhiên trong lòng Lục Thư Giao run lên, hai con ngươi đẹp mở lớn, thân thể yêu kiều run rẩy nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng ở trước mắt. Vừa rồi tâm cảnh giống như cho tàn, đột nhiên bừng lên ánh sáng, đôi mắt đẹp mở to giống như chuông đồng nhìn Dịch Phong. Vị tiên sinh này, thế mà hắn lại đến để cứu nàng. Tất cả những điều này so với trong mơ còn khó tin hơn. Tại sao hắn muốn làm như thế? Lẽ nào không biết nhân quả trong đó sao? Nhưng nhìn ánh mắt tinh khiết và kiên định kia của Dịch Phong, thoáng cái nước mắt Lộc Thư Giao rơi xuống. Chương 1740, một người chấn động toàn đảo, 1. Hình như hắn thật sự là đến cứu mình. Cho dù nàng không biết rõ nguyên nhân, nhưng sự xuất hiện của Dịch Phong giống như là ánh sáng rạng đông chiếu vào. Cho dù chỉ là một chút hy vọng, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Lập tức cắn răng đứng dậy, nắm thật chặt bàn tay của Dịch Phong. Nàng cảm giác được rõ ràng, bàn tay này ấm áp cứng rắn như thế, mang đến cho càng sức mạnh và cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Nàng giống như một lục binh tùy ý trôi nổi, được một người vớt lên. Nàng bị Dịch Phong kéo đi, bước thẳng về phía ngoài cửa. Khi bước qua bậc thang kia, hai chân nàng có chút như nhũn ra, nàng nằm mơ cũng không ngờ được, thế mà bản thân còn có thể bình yên bước ra khỏi cánh cửa lớn này. Nhưng mà hắn thật sự cứu được nàng sao? Đầu tiên không nói tam hoàng tử khiến người khác nghe tiếng đã sợ mất mật kia, trận pháp của bảo tháp, năm các lão mạnh mẽ, cùng các thế lực khác ở trên đảo, sợ rằng cũng là lực cản to lớn. Nhưng mà đúng vào lúc đang nàng suy nghĩ, lại phát hiện Dịch Phong đã kéo tay nàng bay ra khỏi bảo tháp dễ như trở bàn tay, giống như là không có một chút lực cản nào, dường như cổ trận truyền thừa cũng không tồn tại. Lộc Thư Giao kinh hãi đến đáy lòng lên xuống, còn chưa đợi nghĩ lại. Nàng lại phát hiện, năm đại các lão đang cả người đầy bụi đất lặng lẽ trợn mắt đứng ở phía trước, hoàn toàn không có uy nghiêm lúc trước. Mấy vị thị nữ càng là vẻ mặt nhu thuận cúi đầu, từ đầu đến cuối không có người nào dám nói một lời. Giống như, đều làm như không thấy đối với việc nàng đi ra khỏi bảo tháp vậy. Sao lại có thể như thế? Lẽ nào, bọn họ đều bị tiên sinh đánh bại? Tiên sinh vì cứu nàng, thế mà không tiếc sức đánh bại năm đại cao thủ, phá hủy cổ trận truyền thừa của Vạn Bảo Lâu, đây là thủ đoạn kinh khủng bậc nào? T. Lộc Thư Giao càng thêm kinh hãi, đôi mắt đẹp chấn động kịch liệt. Đúng vào lúc Lộc Thư Giao đang chấn động đến ngây người, lưu quang từ các nơi ở phía chân trời bay đến, mấy đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện trước mắt, giống như quần tinh rơi xuống, ngưng tụ thành khí tức vô cùng đáng sợ ở phía trước bảo tháp. Những nhân vật lớn ở trong đảo, toàn bộ xuất hiện. Chỉ đối mặt với trận thế như vậy, Lộc Thư Giao đã chấn kinh đến tim đập rộn lên, lại thấy lão giả tóc bạc đẩy hư không bước ra. Dẫn theo bốn nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện, nàng đã bị hù dọa đến nắm chặt ngón tay ngọc ở trong tay áo. Quả nhiên là đảo chủ đảo đen, cũng bị kinh động rồi. Lão giả tóc bạc cả mặt mỉm cười, toàn thân tỏa ra khí tức cao thâm khó lường, vị đảo chủ này vạn năm hiếm thấy xuất hiện, bây giờ đột nhiên xuất hiện, hẳn là vì chuyện hôm nay mà đến. Trong mắt Lộc Thư Giao hiện lên vẻ kiêng kỵ, nhất thời trong lòng căng cứng. Nhìn thấy đảo chủ dẫn theo tất cả nhân vật đứng đầu xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh đều tản ra khí chàng đáng sợ. Ở trước mặt trận thế như vậy, nàng đã không còn một chút trọng lượng nào đáng nói, không dám phát ra tiếng động nào. Quả nhiên, tình thái nào lớn chuyện rồi. Áp lực đáng sợ lan tràn, dường như hy vọng sắp sửa biến mất. Lúc này, trong lòng Lộc Thư Giao cũng không còn ai oán vô tận, trong lòng đã có giác ngộ. Dịch tiên sinh có thể vào thời khắc nguy nan ra tay giúp đỡ, đã là đại nghĩa thế nhân khó có được, nàng tuyệt đối không thể để tiên sinh mạo hiểm gây nên tức giận cho nhiều người. Có thể vào thời khắc cuối cùng nhìn thấy thế gian còn có ánh sáng rạng đông, cũng đã không còn gì nuối tiếc. Vào lúc nàng khó khăn cắn răng, đảo chủ đảo đen Sư Thiên Xuyên híp mắt chắp tay, thờ ơ nhìn về phía năm đại các lão. Mấy vị lão hữu, thiên tế sắp đến, các ngươi nên hiểu độ quan trọng của việc này, Vạn Bảo Lâu náo ra động tĩnh như thế, là vì sao? Cho dù thuận miệng hỏi một chút, trong mắt năm đại các lão đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, đến gần hành lễ nói vào lỗ tai. Nhìn thấy dáng vẻ kiêng kỵ này, Dịch Phong khẽ nhíu mày, dường như người đến rất có địa vị. Lộc Tâm Lan đang đứng ở phía xa nhìn lại, kịp thời đến gần, ngữ khí truyền âm rất cẩn thận. Tiên sinh, người này chính là đảo chủ của đảo đen ta, tên là Sư Thiên Xuyên, 72 đảo Đông Hải đều nghe hiệu lệnh của hắn. Không có người nào biết rõ tu vi,
thủ đoạn lòng dạ đáng sợ, mong rằng tiên sinh cẩn thận một chút. So sánh với người ở bên cạnh, Lộc Tâm Lan trầm ổn hơn một chút. Nàng đã sớm có cảm ngộ, quyết định liều chết đi theo tiên sinh. Nhưng lúc này đối mặt với toàn bộ cao tầng của đảo đen, đến đảo chủ Sư Thiên Xuyên cũng ra mặt, nàng vẫn là không có cách nào che giấu được kiêng kỵ trong đáy lòng, âm thanh cũng có chút hoang mang. Dù sao, vị lão quái này ở ngoài mặt vẫn là thống ngự toàn bộ Đông Hải. Các bạn vừa nghe xong tập 174 của bộ truyện Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần, Người Trên Vạn Người của tác giả Phong Lăng Bắc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.